Thầy An mến chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài 22, tính chất cơ bản của phân thức đại số. Bài toán khởi động. Liệu có phân thức nào đơn giản hơn nhưng bằng phân thức này không nhỉ? Có không các em? Thì qua bài học này chúng ta sẽ tìm được cái phân thức bằng cái phân thức này nhưng mà nó đơn giản hơn, nó gọn hơn. Chúng ta sẽ quay lại bài này sau. Một, tính chất cơ bản của phân thức. Nhận biết tính chất cơ bản của phân thức đại số. Nếu nhân cả tử và mẫu của cái phân thức này với 2x, ta được phân thức mới nào? Đây, phân thức lúc đầu là x cộng y phần phần x trừ y nếu mà nhân cả tử và mẫu của cái phân thức này với 2x thì ta được phân thức mới nào x cộng y nhân x trừ y bây giờ chúng ta sẽ nhân tử và mẫu với 2x thì mình nhân vào 2x nhân x chúng ta được 2x bình 2x nhân y thì chúng ta được 2xy. Còn mẫu 2x nhân x chúng ta được 2x bình trừ 2x nhân y chúng ta được 2xy. Đó. Chúng ta được phân thức mới này. Được chưa? Người ta hỏi mình là ta được phân thức mới nào? Thì mình nói là ta được phân thức mới là đây. Giải thích vì sao phân thức mới nhận được bằng phân thức đã cho. Giải thích vì sao phân thức mới nhận được bằng phân thức đã cho. Thì hôm trước chúng ta đã học là nếu mà A phần B bằng c phần d. Thì chúng ta suy ra được hai cái tích chéo này bằng nhau. A nhân D bằng bằng B nhân C. Và ngược lại, nếu mà A nhân D bằng B nhân C thì chúng ta suy ra hai phân thức này bằng nhau. Đó, mình áp dụng điều này để chúng ta chỉ ra cho người ta thấy rằng là cái phân thức này và và phân thức này là bằng nhau. Và chúng ta thấy rằng là cái phân thức này thì nó bằng với phân thức này. Đúng không? Phân thức này bằng phân thức này. Cho nên để chỉ ra phân thức này bằng phân thức này thì chúng ta có thể chỉ ra hai phân thức này bằng nhau. Được không? Đây. Bây giờ mình nhăn chéo nè. Vì x cộng y nhân với x trừ y nhân cho 2x thì sẽ bằng đây là x cộng y nhân x trừ y thì theo hạn thức chúng ta được x bình trừ y, -Y bình rồi tiếp tục nhân cho 2x rồi còn cái tích chéo này thì x trừ y đây nhân với x cộng y rồi nhân cho 2x x trừ y nhân x cộng y thì theo hạn thức chúng ta cũng được x bình trừ y bình tiếp tục nhân cho 2x đó mình thấy rằng là hai cái tích chéo này là đây đều bằng x bình trừ y bình tất cả nhân cho 2x đúng không do đó hai cái tích chéo này bằng nhau hai tích chéo này bằng nhau suy ra hai phân thức này bằng nhau hay nói cách khác là hai phân thức này bằng nhau được chưa từ đây chúng ta suy ra được là x cộng y nhân x trừ y nó sẽ bằng x cộng y nhân 2x rồi x trừ y nhân 2x đúng không? Và nó cũng bằng luôn là 2x bình cộng 2 xy y nhân cho 2x bình trừ 2x đây. Đó. Tóm lại là mình có phân thức này bằng nhau. Hoạt động 2. Tử và mẫu của cái phân thức này có nhân tử chung là x-1. x-1 là nhân tử của cái tử. x-1 cũng là nhân tử của cái mẫu. Do đó x-1 là nhân tử chung của tử và mẫu. Được chưa? Viết phân thức nhận được sau khi chia cả tử và mẫu của phân thức này cho nhân tử chung đó. Rồi so sánh phân thức mới nhận được với phân thức đã cho. Đây, phân thức đã cho nè là x trừ 1 nhân x cộng 1. Mẫu là x trừ 1 nhân x bình cộng x cộng 1 x trừ 1 nhân cho x bình cộng x cộng 1. Đây là phân thức đã cho. Bây giờ chúng ta sẽ viết cái phân thức nhận được sau khi chia cả tử và mẫu của phân thức này cho nhân tử chung đó. Nhân tử chung là x trừ 1. Bây giờ phân thức mới nè. Bây giờ tử chúng ta chia cho x trừ 1 được chưa? x 1. Chia cho 1 thì lúc này x 1 chia cho x 1 là hết. Chúng ta còn x 1 còn mẫu nè, Mình chia cho x 1 thì nó sẽ mất thằng này. Được chưa? Chúng ta sẽ được là x bình cộng x cộng 1. Đó. Viết phân thức nhận được sau khi chia cả tử và mẫu của phân thức này cho nhân tử trong đó. Đây, đây chính là phân thức sau khi chúng ta chia tử và mẫu cho nhân tử chung là x trừ 1. Bước tiếp theo, so sánh phân thức mới nhận được với phân thức đã cho. Bây giờ mình so sánh hai cái phân thức này. Đó thì mình muốn mình mình nhận định là hai phân thức này mình nghĩ là nó sẽ bằng nhau đúng không thì để biết nó có bằng nhau hay không thì chúng ta sẽ thử hai cái tích chéo này nha hai cái tích chéo này nó có bằng nhau hay không đây ta có đây là x trừ một này nhân với x cộng một này tiếp tục nhân cho x bình cộng x cộng một nó sẽ bằng là x trừ một nhân x cộng một đây là a trừ b nhân a cộng b thì nó sẽ bằng x bình trừ cho 1 bình 1 bình chính là 1 Bạn này thì viết lại x bình cộng x cộng 1 Còn cái tích chế này là x 1 nè nhân cho x bình cộng x cộng 1 nhân cho x cộng 1 Thì lúc này x 1 nhân x cộng 1 thì theo hành ảnh thức chúng ta cũng được x bình trừ 1 bình chính là x bình trừ 1 Rồi bạn này thì viết lại x bình cộng x cộng 1 đó mình thấy này tích chéo này bằng cái này tích chéo này cũng bằng cái này đó hai cái này là là giống nhau đúng không hai cái này giống nhau do đó hai cái tích chéo này bằng nhau được chưa hai tích chéo này bằng nhau có nghĩa là hai phân thức này bằng nhau được không vậy x trừ một nhân cho x cộng một phần x trừ một nhân cho x bình cộng x cộng 1 nó sẽ bằng với x cộng 1 nhân cho x bình cộng x cộng 1. Lý do là hai cái tích chéo bằng nhập. Rồi, chúng ta đã xong hoạt động 1 và hoạt động 2. Thì qua cái hoạt, hai hoạt động này chúng ta thấy gì? Chúng ta thấy nè Đây là phân thức lúc đầu Nếu mà chúng ta nhân cả tử và mẫu Với một đa thức khác khác không Thì chúng ta sẽ được một phân thức mới bằng phân thức đã cho Đúng không? Rồi qua hoạt động 2 Hoạt động 2 thì chúng ta đã chia tử và mẫu cho cho nhân tử chung, đúng không? Đó. chia tử và mẫu cho nhân tử chung là x 1. Thì lúc này chúng ta cũng được một phân thức mới bằng phân thức đã cho. Được chưa? Đây. Hai phân thức này bằng nhau. Khi chúng ta chia tử và mẫu cho cái nhân tử chung này thì chúng ta sẽ được một phân thức mới bằng phân thức ban đầu. đây là kiến thức trọng tâm đây từ hoạt động 1 và hoạt động 2, ta thấy phân thức đại số có tính chất cơ bản sau nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức không nè, khác đa thức không thì được một phân thức bằng phân thức đã cho đó, các em chú ý đa thức này là khác đa thức không nha a phần b thì bằng a nhân cho m phần b nhân cho m với m là một đa thức khác đa thức không đây là giống như hoạt động 1 chúng ta đã làm ha tiếp theo nếu chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã cho đây a phần b thì sẽ bằng a chia cho n phần b chia n với n là một nhân tử chung nhớ nha n là một nhân tử chung chúng ta sang ví dụ một dùng tính chất cơ bản của phân thức giải thích vì sao phân thức này bằng với phân thức này tính chất cơ bản của phân thức áp dụng tính chất cơ bản của phân thức ta có cái phân thức này thì việc đầu tiên mình sẽ đi phân tích tử và mẫu thành nhân tử nha thì tử chúng ta thấy ra có số 2, số 2 chúng ta lấy số 2 ra ngoài thì trong ngoặc chúng ta được cộng cho 1 2 chính là 2 x 1 Mà lấy số 2 đi Thì mình còn số 1 Còn x bình trừ 1 1 chính là 1 bình Mình thấy cái dạng là A bình trừ B bình Thì chúng ta được là Theo hành đẳng thức Chúng ta được A trừ B nhân A cộng B Lúc này Chúng ta thấy Nhân tử chung là X cộng 1 Đó, Ở đây là x cộng 1 Ở đây cũng x cộng 1 x cộng một chính là nhân tử chung của tử và mẫu. Thì chúng ta sẽ chia tử và mẫu cho cái nhân tử chung này. Thì tử chia cho nhân tử chung này mắc còn còn hai. Còn mẫu mình chia cho nhân nhân tử chung mình mắc bằng này, mình còn x trừ một. Đó, chúng ta đã giải thích vì sao bạn này bằng bạn này. Đây, bạn này là chính là bạn này. Còn bạn này chính là là bạn này luyện tập 1 khẳng định sau đúng hay sai vì sao ờ, thì bây giờ à, tương tự như là cái ví dụ 1 thì chúng ta sẽ làm cái luyện tập 1 đây mình cũng ghi là áp dụng tính chất cơ bản của phân thức ta có à, áp dụng tính chất cơ bản của phân thức ta có bằng này là 30 x y bình nhân cho x trừ y phần 45 x y nhân cho x trừ y bình đây các em thì bây giờ chúng ta sẽ đi tìm nhân tử chung của tử và mẫu nè nhân tử chung của tử và mẫu thì 30 và 45 thì mình thấy là ước chung lớn nhất của hai bạn này là 15 đúng không? 15. Trên 30 thầy phân tích thành 15 nhân 2. Đó 15 nhân 2 là 30. X y bình. X y bình chính là y nhân y. Rồi tiếp tục nhân cho x trừ y. Mẫu nè, 45 thì bằng 15 nhân 3. Tiếp tục nhân x nhân y. Rồi x trừ y tất cả bình sẽ bằng x trừ y nhân nhân X trừ y Rồi, mình đã phân tích thành nhân tử theo cái kiểu này để mình nhìn thấy những cái nhân tử chung. Rồi bây giờ mình chia tử và mẫu cho nhân tử chung nha, chia tử và mẫu cho nhân tử chung. Đây, 15 15 nhân tử chung này, chia tử và mẫu cho 15. Mắt các bạn này đây ha. X X nhân tử chung này chia tử và mẫu cho x, chia tử và mẫu cho y, chia tử và mẫu cho x y. Đó. Cuối cùng, chúng ta còn gì? Mình còn 2 y trên tử, chúng ta còn 2y. Còn mẫu, chúng ta còn 3 nhân x y. Đó, 2y phần 3 nhân x y. Đây, 2y phần 3 nhân x y. Rồi chúng ta đã xong luyện tập 1. Luyện tập 2. Giải thích vì sao phân thức này bằng với phân thức này. Thì mình thấy nè. Trừ x. Ở đây là tử đây là trừ x. Mà bên đây là x. Có nghĩa là người ta đã nhân cho. Nhân cho trừ 1. Được chưa? Trừ x nhân cho trừ 1 thì x bằng x. Còn bảng này mình thấy là 1 trừ x thì sau khi nhân trừ -1 chúng ta cũng được x 1. Đây. Lên tập 2. Ta có trừ -x nhân cho 1 trừ x. Kỹ nữa thì mình ghi là áp dụng tính chất cơ bản của phân thức ta có điều này sẽ bằng được không còn không thì lười thì chỉ cần ghi ta có thôi cũng được rồi bây giờ trừ x nè với mẫu là một trừ x nè bây giờ chúng ta nhân tử và mẫu cho đa thức khác đa thức không đó là là trừ một thì chúng ta sẽ được trừ x nhân với trừ một trừ nhân trừ thành cộng. Chúng ta được x. Còn đây là 1 nhân với -1 thì chúng ta được -1. Trừ -x trừ nhân với -1 thì chúng ta được được x. Được không? -x nhân với -1 chúng ta được x, cộng 1 nhân với -1 thì chúng ta được được -1. Đó, nếu mà các em vẫn chưa hiểu thì thầy nhân kỹ cho các em thấy nè. 1 trừ x nhân cho trừ 1 sẽ bằng 1 nhân với trừ 1 thì chúng ta được trừ 1. Trừ x nhân với trừ 1 thì chúng ta được cộng x. Đó, mình giao hoán hai bạn này. Mình đưa trừ 1 ra sau. Thì chúng ta được x trừ 1. Đây, x trừ 1 đây. Được không? Rồi, chúng ta đã giải thích hai bạn này bằng nhau ha. Bạn thứ nhất nè Bạn thứ hai nè Thì qua cái luyện tập 2 Chúng ta có một cái chú ý Tổng quát Ta có quy tắc Đổi dấu Nếu đổi dấu cả tử Và mẫu của một phân thức Thì được một phân thức Bằng phân thức đã cho Nè, đổi dấu cả tử và mẫu a phần b thì sẽ bằng trừ a phần phần trừ b đó mình đổi dấu của tử đổi dấu của mẫu thì mình được phân thức mới bằng phân thức đó cho nhớ nha cái này rất là quan trọng ha giống như trên này nè là trừ x chúng ta đổi thành x đúng không thì này là một trừ x chúng ta đổi thành x trừ một chẳng qua là mình đổi dấu cả tử và mẫu thôi đây trừ x bằng 1 trừ x thì theo như cái này thì chúng ta sẽ có là trừ của trừ x thì sẽ bằng trừ của 1 trừ x đúng không a phần b sẽ bằng trừ a phần trừ b đó bây giờ mình bỏ mặt nè trừ với trừ thành cộng là mình còn x còn bạn này thì chúng ta đã biết là trừ của a trừ b thì sẽ bằng bằng b trừ a đó vì mình bỏ ngoặt nè thành trừ a cộng b trừ a cộng b hay nói khác là là b trừ a và hoán ha cho nên đây chính là là x trừ một được không x trừ một đó x phần x trừ một mình đổi dấu cả tử và mẫu Chị Bi nhắn nhủ chúng ta nè Đổi dấu một đa thức Là đổi dấu tất cả các hạng tử của đa thức đó Đổi dấu một đa thức là đổi dấu tất cả các hạng tử của đa thức đó nè, Cái này cái lỗi này các em cũng hay mắc Mắc phải cho nên chị Bi nhắc nhở chúng ta Thì Ví dụ nè Ví dụ như x phần trừ x cộng cho cho y rồi trừ 5 chẳng hạn thì nó sẽ bằng bây giờ mình đổi dấu tử nè đổi dấu tử x mình đổi dấu thành thành trừ x thì mẫu chúng ta phải đổi dấu đúng không mẫu đổi dấu thì chị bi nói là đổi dấu một đa thức là đổi dấu tất cả các hạng tử của đa thức đó nhớ là chúng ta phải đổi hết các hạng tử này chứ không phải là đổi một mình bạn này thôi nha đổi nè trừ x thì đổi thành cộng x cộng y thì đổi thành thành trừ y trừ 5 thì đổi thành thành cộng 5 đó chỉ bị nhắn nhủ như vậy có nghĩa đổi dấu của đa thức này là chúng ta phải đổi dấu tất cả các hạng tử nha chứ không phải là đổi một mình bạn này thôi à, cụ thể đây đổi dấu nè trừ x đổi thành x còn bạn này một đổi thành trừ một trừ x thì đổi thành thành x đó thấy không đổi dấu tất cả các hạng tử nha chú ý rất quan trọng Rồi bây giờ chúng ta sang hai nhỏ vận dụng. Vận dụng có nghĩa là chúng ta vận dụng tính chất cơ bản của phân thức. Chúng ta vừa tìm hiểu hai tính chất cơ bản của phân thức. Đó là nếu mà chúng ta nhân cả tử và mẫu một phân thức với một đa thức khác đa thức không thì chúng ta sẽ được một phân thức bằng phân thức đã cho. Tính chất thứ hai là nếu mà chúng ta chia cả tử và mẫu của một phân thức cho một nhân tử chung của chúng thì chúng ta sẽ được một phân thức bằng phân thức đã cho giờ chúng ta sẽ vận dụng hai tính chất này vận dụng thứ nhất là chúng ta đi rút gọn phân thức cách rút gọn một phân thức rút gọn một phân thức là biến đổi phân thức đó thành một phân thức mới bằng nó nhưng đơn giản hơn rút gọn một phân thức là biến đổi phân thức đó thành một phân thức mới bằng nó nhưng đơn giản hơn. Hãy thực hiện các yêu cầu sau đây để rút gọn cái phân thức này. Rồi bây giờ chúng ta đi vào hoạt động 3 và hoạt động 4. Hoạt động 3. Phân tích tử và mẫu của phân thức này thành nhân tử và tìm các nhân tử chung của chúng. Hoạt động 3 này mình có là 2x bình cộng cho 2x phần x bình trừ 1. Việc đầu tiên chúng ta đi phân tích cả tử và mẫu thành nhân tử. Ở đây mình thấy có 2x này, ở đây có 2x này, chúng ta lấy 2x ra ngoài. Ở đây là x bình mình lấy x ra thì mình còn x. Còn bản này 2x chính là 2x nhân 1, mình lấy 2x ra mình còn số 1. Còn đây là x bình trừ cho 1 chính là 1 bình. Mình có A bình trừ B bình. Thì chúng ta được A trừ B nhân A cộng B. Đó. Tiếp theo tìm các nhân tử chung của chúng. Thì mình thấy là ở đây có x cộng 1 nè. Ở đây cũng có x cộng 1 nè. Cho nên đây chính là nhân tử chung. Được chưa? Mình nói là nhân tử chung của chúng là, là x cộng 1. Hoạt động 4. Chia cả tử và mẫu của phân thức này cho các nhân tử chung ta nhận được một phân thức mới bằng phân thức đã cho nhưng đơn giản hơn. Bây giờ mình chia tử và mẫu cho cái nhân tử chung này. Đó. Thì chúng ta còn 2x phần phần x 1. Đó. Lúc này chúng ta được một phân thức mới bằng phân thức ban đầu nhưng mà nó đơn giản hơn nhìn nó gọn hơn đúng không đó chính là rút gọn một phân thức nha chúng ta đã đi rút gọn phân thức này chúng ta được phân thức này rồi chúng ta đi vào à, kiến thức trọng tâm muốn rút gọn một phân thức đại số ta làm như sau Thứ nhất là phân tích tử và mẫu thành nhân tử nếu cần để tìm nhân tử chung. đó Nếu cần thì mình phân tích, còn nếu mà đề nó cho rồi, không cần phân tích, mình cũng tìm thấy được nhân tử chung thì mình khỏi cần phân tích. ha Bước tiếp theo là chúng ta chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung đó. À, rất là đơn giản đúng không? Bước đầu tiên là phân tích tử và mẫu thành nhân tử nếu cần để tìm nhân tử chung. Rồi sau đó chúng ta chia cả tử và mẫu cho nhân tử trong đó. Ví dụ 2, rút gọn cái phân thức này. Đây. P bằng x bình trừ y phần 3 x y bình trừ y mũ 3. Thì việc đầu tiên chúng ta đi phân tích tử và mẫu thành nhân tử để tìm nhân tử chung mình thấy đây có ít nè ở đây có ít nè chúng ta lấy ít ra ngoài thì trong mặt mình còn ở đây ít bình mình lấy x ra mình còn ít trừ ít y mình lấy x ra mình còn mình còn y mẫu nè ba ở đây có ít bình ở đây có x mu ba sorry ở đây có y bình ở đây có y mu ba chúng ta lấy được y bình ra ngoài y bình mình lấy ra rồi mình còn ít còn ở đây y mũ 3 chúng ta lấy y bình ra thì chúng ta còn y. Đó, lúc này mình thấy nhân tử chung chính là x trừ y, x y. Chúng ta sang bước thứ hai là chia cả tử và mẫu cho nhân tử chung đó. Chia tử và mẫu cho nhân tử chung có nghĩa là mình chia cho x trừ y, mình mất. Chúng ta còn x phần phần 3 y bình. Được chưa? Đó. Chúng ta nói là chúng ta đã rút gọn cái phần thức này hay nói khác là rút gọn P chúng ta được một phân thức rất là gọn đây được không chúng ta sang luyện tập 3 em hãy trả lời câu hỏi trong tình huống mở đầu đây câu hỏi trong tình huống mở đầu đây liệu có phân thức nào đơn giản hơn nhưng mà bằng phân thức này không nhỉ có nghĩa là muốn tìm cái phân thức mà đơn giản hơn nhưng bằng phân thức này thì chúng ta sẽ đi rút gọn cái phân thức này. Được chưa? Đi rút gọn. Đây, chúng ta có là x trừ y phần x mũ 3 trừ y mũ 3. Thì muốn đi rút gọn phân thức này thì chúng ta sẽ đi Đầu tiên là mình đi phân tích tử và mẫu thành nhân tử. Tử nè, x trừ y. Mẫu nè, x mũ 3 trừ y mũ 3. Theo hàng đẳng thức, mình có là a mũ 3 trừ cho b mũ 3. Thì chúng ta được a trừ b. Rồi, a bình cộng cho ab cộng cho b bình. Đó, rồi tiếp theo mình chia tử và mẫu cho nhân tử chung. Mình thấy ở đây có x trừ y nè, ở đây cũng có x trừ y nè. Đó. Mình chia tử và mẫu cho cho x trừ y nha. Chia tử và mẫu cho x trừ y. Thì chúng ta được một phần x bình cộng cho x y cộng y bình. Ok. Rồi Chúng ta Xong Luyện tập 3 Thì lúc này mình trả lời là Phân thức này Nó sẽ Bằng Cái phân thức ban đầu Và đơn giản hơn ha Tranh luận Tròn thực hiện rút gọn một phân thức như hình bên. Hỏi bạn tròn làm đúng hay sai Vì sao Rồi mình thấy nè Bạn tròn Đã Gạch cái 2x này Và gạch cái 2x này Có nghĩa là Bạn tròn đã Trừ tử và mẫu Cho cho 2x Đúng không Bạn tròn đã trừ tử và mẫu cho 2x Như vậy thì đúng hay sai các em Sai Được chưa mình không có cái tính chất là trừ tử và mẫu cho cho một cái đa thức nào đó thì mình được đa thức mới bằng đa thức đã cho mình không có cái tính chất đó được chưa? cho nên là mình nói là bạn tròn làm sai vì bạn tròn đã trừ tử và mẫu cho cho 2x là sai. À. Nhưng mà thì làm đúng thì làm như thế nào? làm đúng nè x bình cộng 2x phần 3x mũ 3 cộng 2x thì việc đầu tiên chúng ta phải đi phân tích tử và mẫu thành nhân tử đã nha phân tích tử và mẫu thành nhân tử x nè x nè chúng ta lấy x ra ngoài mình còn x cộng 2 mẫu nè 3 x mũ 3 cộng cho 2x thì chúng ta lấy được x ra ngoài mình còn 3 x bình cộng 2 tiếp theo chia tử và mẫu cho nhân tử chung nhân tử chung đây là x nè x nè nhân tử chung này chia tử và mẫu cho x thì chúng ta còn lại là x cộng 2 phần 3 x bình cộng 2 đó làm đúng là phải làm như thế này còn bạn tròn đã trừ tử và mẫu cho 2x nên bạn tròn sai Chúng ta sang thử thách nhỏ. Tìm a sao cho hai phân thức sau bằng nhau. Tìm a sao cho hai phân thức này bằng nhau. Thầy muốn tìm a thì bây giờ việc đầu tiên chúng ta sẽ đi rút gọn cái phân thức này xem nha. Hoặc là mình nghĩ trong đầu này mình sẽ đưa hai cái mẫu này giống nhau. Đưa hai cái mẫu này về giống nhau thì lúc đó để mà hai phân thức này bằng nhau thì hai cái tử nó phải bằng nhau. Bởi vì hai cái mẫu nó giống nhau nè. Cho nên nếu mà hai cái tử nó bằng nhau thì hai phân thức đó sẽ bằng nhau đúng không? Và khi mà hai cái tử nó bằng nhau á thì lúc đó chúng ta sẽ tìm được a để cho hai cái tử nó bằng nhau. Đó, cái định mình định hướng đi là như vậy. Còn bây giờ chúng ta làm nè. Trừ a x bình trừ cho a x phần x bình trừ 1. Bây giờ thầy sẽ đi rút gọn cái phân thức này. a x a x. Được chưa? Ở đây a x, ở đây có a x. Thầy lấy a x ra ngoài. Nha, lấy a x ra ngoài thầy có thể lấy dấu trừ ra ngoài luôn cũng được ha thầy lấy dấu trừ luôn dấu trừ thì cũng lấy ra ngoài luôn đó lấy trừ ax ra ngoài thì trong mặt chúng ta còn ở đây x bình mình lấy x ra rồi mình còn x còn ở đây trừ ax mình lấy trừ ax ra ngoài rồi thì mình còn cộng nha cộng một các em hiểu chỗ này không bởi vì trừ ax nè các em hiểu nè trừ cho ax chính là là cộng cho cộng cho trừ ax nhân cho một đúng không cho nên là chúng ta đã lấy bạn này ra rồi mình lấy bạn này ra ngoài rồi mình còn cộng một đó lý do thì giải thích lý do mình có cộng một ở đây rồi mẫu nè mẫu là x bình trừ một chính là một bình mình có dạng a bình trừ b bình thì mình được a trừ trừ b nhân cho a cộng cộng b đó, lúc này xuất hiện nhân tử chung của tử và mẫu là x cộng 1. x cộng 1 đúng không? Chia tử và mẫu cho cho x cộng 1. Thì chúng ta được trừ trừ ax phần phần x trừ 1. Đó. Lúc đó mình thấy nè, mẫu đây là x trừ 1. Mẫu đây cũng là x trừ 1. Đó. Hai phân thức này có mẫu giống nhau. Như vậy thì để hai phân thức này bằng nhau thì hai cái tử phải bằng nhau rồi bây giờ mình lý luận nè để phân thức trừ ax bình trừ ax phần x bình trừ 1 bằng phân thức 3x phần x 1. Thì để hai phân thức này bằng nhau, thì thằng này nó phải bằng với thằng này, được chưa? Thằng này phải bằng thằng này. Thì gì? Trừ ax do thằng này bằng thằng này mà, đúng không? Trừ ax phần x trừ 1 nó phải bằng với thằng này, 3x phần phần x trừ 1. Đó. Từ đây chúng ta suy ra hai thằng này cùng mẫu để nó bằng nhau thì tử nó phải bằng nhau. Suy ra là trừ ax nó phải bằng bằng 3x, hai cái tử nó phải bằng nhau. Từ đây mình suy ra là a của chúng ta sẽ bằng mấy các em? Chia tử, chia hai bằng này cho x, x x nè thì chúng ta sẽ được trừ a bằng trừ a bằng 3, có nghĩa là a của chúng ta phải bằng bằng trừ 3 được không đây mình chia hai bạn này cho x x này x mắc này còn trừ a bằng 3 nhân hai vế cho trừ 1 thì trừ a nhân với trừ 1 chúng ta được a còn 3 nhân với trừ 1 chúng ta được trừ 3 rồi như vậy thì mình trả lời là vậy a bằng trừ 3